Nếu đi du lịch Nha Trang mà không biết tới tắm bùn khoáng Nha Trang thì phí nửa chuyến đi. Tắm bùn khoáng là hoạt động mà hầu như du khách du lịch Nha Trang nào cũng muốn trải nghiệm khi đến với thành phố biển. Nhiều bạn lần đầu đi du lịch Nha Trang và lần đầu nghe tới tắm bùn khoáng Nha Trang thì sẽ nghĩ, eo ơi chắc là bẩn lắm. Ai lại lấy bùn chét lên người vừa đen vừa hôi? Nếu bạn cũng nghĩ như vậy thì chưa phải là dân sành Nha Trang đâu nha. Bởi lẽ tắm bùn ở Nha Trang là tắm bằng bùn khoáng, trong tự nhiên, vừa đẹp da lại tốt cho sức khỏe. Nhiều người muốn thử lắm nhưng không phải ai ở đâu cũng có được. Trong khi đó, Nha Trang được thiên nhiên ưu đãi mới phát triển mạnh loại hình dịch vụ tắm bùn này. Và nếu bạn không tin thì hãy theo chân Blog Travel Việt cùng trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng ở Nha Trang này nhé. Trước khi vào vấn đề chính thì chúng ta cùng tìm hiểu xem tắm bùn Nha Trang là gì nhé. Tắm bùn hay là tắm bùn khoáng ở Nha Trang là hình thức tắm với bùn khoáng để làm đẹp da và nâng cao sức khỏe. Những dưỡng chất có trong bùn khoáng sẽ ngấm vào làn da của bạn, giúp da mịn màng, căng tràn sức sống. Được coi là một hình thức du lịch hưởng thụ. Biết tới với Nha Trang thì tắm bùn khoáng từ lâu đã được biết tới là một liệu pháp mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt về mặt sức khỏe con người. Vốn được hình thành từ quá trình biến đổi chất, có nguồn gốc từ các loại thực vật bị chôn vùi cùng đất đai, nên bùn khoáng được cho là có tinh chất lành và có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ sức khỏe của con người, như là viêm khớp hay là đau thần kinh. Thư giãn, thả lỏng cơ thể, ngâm mình tĩnh lặng ở trong bồn tắm chứa đầy bùn cũng có tác dụng cao trong việc giảm stress. Ba tác dụng chính mà bạn cần biết khi tắm bùn khoáng Nha Trang. Tắm bùn khoáng ở Nha Trang giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa cho phụ nữ, hỗ trợ điều trị xương khớp cho người già cũng như tác dụng tốt đối với các bệnh ngoài da. Đây cũng chính là lý do mà vì sao hầu như tour du lịch Nha Trang nào cũng thêm chương trình tắm bùn khoáng để mọi người lựa chọn. 1. Tắm bùn khoáng Nha Trang giúp chữa bệnh, phục hồi chức năng cơ thể và cân bằng hoạt động của hệ thần kinh. Trong bùn khoáng ở Nha Trang có chứa các tinh chất hóa học, vật lý học cùng với các hoạt chất đa vi lượng, do đó giúp chữa trị các bệnh về xương khớp, giúp giãn và căng cơ bắp, tăng tái tạo các tế bào xương, cơ, thần kinh, giảm viêm hiệu quả. Cũng vì thế mà các bác sĩ khuyên dùng như một hình thức điều trị các bệnh thấp khớp, đau thần kinh tọa, gai cột sống, viêm khớp mãn tính thuộc hệ vận động và các bệnh thuộc hệ thần kinh ngoại biên. Vì vậy, những cô chú đi du lịch Nha Trang hầu như ai cũng chọn thêm dịch vụ tắm bùn khoáng để cải thiện sức khỏe. 2. Tắm bùn khoáng Nha Trang còn làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da. Chúng ta có thể chọn cách giảm bớt, làm chậm quá trình lão hóa bằng phương pháp đơn giản mà không gây độc hại. Đó là kết hợp du lịch và tắm bùn khoáng trị liệu khi đến với Nha Trang này nha. Công dụng của tắm bùn là chống rối loạn chức năng lão hóa trong cơ thể, chống viêm. Trong bùn khoáng chứa nhiều các vi chất có lợi, có tính hút nước, có tính sát khuẩn cao. Vậy nên khi bạn ngâm mình trong bùn khoáng, không chỉ giúp làn da bạn giải độc, tẩy da chết, mà còn giúp lưu thông mạch máu, ngăn ngừa các triệu chứng không đáng có do lão hóa. 3. Đi du lịch Nha Trang mà tắm bùn khoáng còn giúp chữa trị bệnh ngoài da. Vì có chứa chất sát khuẩn cao và những đặc tính vật lý, giúp da được tái tạo nhanh hơn trong quá trình ngâm bùn khoáng nóng, làn da sẽ được thải độc và săn chắc. Đối với những bạn hay mắc các chứng bệnh ngoài da như là vẩy nến, á sưng, khi tắm 1-2 lần sẽ cảm thấy hiệu quả bất ngờ. Vậy thì ngại gì mà không chịu kết hợp một công đôi việc, vừa du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang, vừa trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng Nha Trang, đúng không nào? Ngoài ra, nếu tắm bùn thường xuyên sẽ giúp các bạn nữ điều hòa nội tiết tố, ngăn ngừa các loại mụn hiệu quả, giúp làn da sáng màu, săn chắc và mịn màng hơn nhiều. Nên có thể nói, dù bạn có bệnh hay không có bệnh, da có đẹp hay chưa đẹp, đều nên tắm bùn khoáng khi có dịp đến Nha Trang nha. Tắm bùn khoáng Nha Trang ở đâu và giá vé như thế nào? Hiện tại thì Nha Trang có 5 địa điểm tắm bùn uy tín và chất lượng nhất, có sử dụng bùn khoáng thiên nhiên kết hợp với các liệu trình chăm sóc làm đẹp tuyệt vời, nổi tiếng như Tháp Bà, Chăm Trứng, One Resort, Galina và mới nhất là tắm bùn Hòn Tăm. Giờ thì Blog Travel Việt sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về từng địa điểm tắm bùn khoáng Nha Trang nổi tiếng này cho các bạn cùng tham khảo nha. 1. Là Tháp Bà, địa chỉ Đại lộ Nguyễn Tất Thành, huyện Phước Đồng, xã Phước Trung, tỉnh Khánh Hòa, nằm gần khu du lịch Tháp Bà Ponaga, dễ di chuyển, không gian đẹp và gần gũi thiên nhiên, giá rẻ và có nhiều loại hình tắm bùn khác nhau, phù hợp cho bạn nào muốn tiết kiệm chi phí hoặc là cho người mới muốn trải nghiệm dịch vụ tắm bùn lần đầu tiên. Tắm bùn Tháp Bà hay có tên gọi khác là suối khoáng nóng Tháp Bà, tọa lạc ngay phía sau lưng của địa danh nổi tiếng Tháp Bà Ponaga và đây cũng là địa điểm mở ra dịch vụ tắm bùn khoáng nóng đầu tiên tại Nha Trang.
là cơ sở đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ tắm bùn và cung cấp cho hàng nghìn du khách du lịch Nha Trang trong và ngoài nước. Xoay khoang nóng Tháp Bà hầu như biết được nhu cầu của từng khách hàng và luôn cải tiến, nâng cao dịch vụ mỗi ngày để có thể cung cấp đến khách tốt nhất. Dịch vụ và giá vé tắm bùn khoáng tại Tháp Bà Nha Trang có 7 loại. Thứ nhất, hồ bơi suối khoáng nóng, 7:30 cho đến 18:30, người lớn 100.000 đồng trên một khách, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 50.000 đồng trên một khách. Dịch vụ bao gồm tắm hồ bơi, thác nước khoáng ấm và mát, tắm ôn tuyền, thủy liệu pháp, tắm jacuzzi. Thứ hai là tắm bùn khoáng tập thể, từ 7:00 cho đến 19:30, người lớn 200.000 đồng trên một khách, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 100.000 đồng. Dịch vụ bao gồm ngâm bùn khoáng mát, hồ tập thể 15 phút, ngâm khoáng nóng thiên nhiên 30 phút, tắm ôn tuyền liệu pháp, jacuzzi, sử dụng các dịch vụ hồ bơi khoáng nóng, miễn phí một chai nước khoáng Lavi 350ml. Thứ ba là ngâm bùn khoáng nóng, 1 đến 4 khách trên một hồ riêng là 350.000 đồng cho một khách, 5 khách một hồ riêng là 300.000 đồng cho một khách, hồ từ 6 khách trở lên là 250.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 120.000 đồng cho một khách. Trong đó dịch vụ bao gồm ngâm bùn khoáng nóng hồ riêng 20 phút, ngâm khoáng nóng thiên nhiên 30 phút, ngâm jacuzzi và tắm ôn tuyền thủy liệu pháp, sử dụng các dịch vụ hồ bơi suối khoáng nóng, miễn phí quần áo tắm, khăn tắm và một chai nước Lavi. Thứ tư, ngâm bùn đặc biệt thảo dược, 1 đến 4 khách trên một hồ riêng là 425.000 đồng, 5 khách trên một hồ riêng là 350.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 150.000 đồng cho một khách. Dịch vụ bao gồm ngâm bùn khoáng nóng hồ riêng 20 phút, ngâm nước khoáng nóng thảo dược 30 phút, ngâm jacuzzi và tắm ôn tuyền thủy liệu pháp, sử dụng các dịch vụ hồ bơi suối khoáng nóng, miễn phí quần áo tắm, khăn tắm và một chai nước Lavi. Tiếp theo, massage sông hơi từ 10:00 cho đến 18:00, massage toàn thân là 250.000 đồng trên 45 phút trên một khách, massage chân 200.000 đồng trên 45 phút trên một khách. Sông hơi chỉ bán kèm dịch vụ massage là 50.000 đồng trên 15 phút trên một khách. Núi spa, cụm đơn là 1 triệu đồng trên một cụm, cụm đôi 1.300.000 đồng trên một cụm, từ 3 khách trở lên là 600.000 đồng trên một khách, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 150.000 đồng trên một khách. Trong đó dịch vụ bao gồm thư giãn tại cụm riêng 70 phút, gồm ngâm bùn khoáng nóng 20 phút, ngâm nước khoáng nóng thảo dược 35 phút, tắm hồ bơi khoáng mát, ngâm jacuzzi và tắm ôn tuyền thủy liệu pháp, miễn phí trái cây, trà, mứt gừng, miễn phí quần áo tắm, khăn tắm và một chai nước Lavi. Ngâm bùn trong phòng riêng, phòng đơn 1.400.000 đồng cho một phòng, phòng đôi 1.800.000 đồng cho một phòng. Dịch vụ bao gồm thư giãn trong phòng riêng từ 9:00 cho đến 17:00, ngâm bùn khoáng nóng 20 phút, ngâm nước khoáng nóng thảo dược 35 phút, tắm hồ bơi, thác nước khoáng ấm, tắm ôn tuyền thủy liệu pháp, ngâm jacuzzi, miễn phí trái cây, trà, cà phê, mứt gừng, miễn phí quần áo tắm, khăn tắm và một chai nước Lavi. 2. Chăm trứng. Không gian khá rộng và thoáng mát, thiết kế bồn tắm hình trứng độc đáo sáng tạo, kết hợp nhiều loại hình vui chơi cho trẻ em và team building, phù hợp cho gia đình có con nhỏ, đoàn đông kết hợp với chơi team building, muốn riêng tư và kết hợp nghỉ dưỡng. Không như những nơi khác thì tắm bùn chăm trứng lại tọa lạc ở vùng ngoại ô, cách Nha Trang khoảng 8 km. Do đó để đến được nơi này, bạn phải di chuyển hơi xa một tí. Tuy nhiên bù lại cho nơi này có diện tích đến 23 hectare, sở hữu không gian xanh vô cùng thoáng đãng, không khí trong lành và tránh khỏi khói bụi ồn ào tấp nập của thành thị. Thật không nói ngoa khi nơi đây lại có tên chăm trứng, đến bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy các quả trứng đáng yêu. Từ dọc đường đi đến những bồn tắm bùn khoáng nóng cũng đều tạo hình quả trứng, tha hồ cho bạn check-in sống ảo luôn nha. Tắm bùn chăm trứng có tất cả là 115 bồn tắm, hình dáng như cái tên của chúng và cung cấp rất nhiều liệu pháp từ chăm sóc sức khỏe đến spa, làm đẹp. Hơn nữa, nơi đây rất phù hợp cho những đoàn đông cũng như là team building. Giá vé tắm bùn chăm trứng Nha Trang năm 2020. 1. Tắm hồ bơi và tham quan, người lớn 120.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m3 là 60.000 đồng cho một khách. Trong đó bao gồm thác nước lạnh, hồ bơi nóng và lạnh, hồ massage jacuzzi, khu tắm ôn thuyền thủy liệu pháp, tham gia thành phố trứng, khu cắm trại và vườn thú 100 trứng, thuế VAT. 2. Tắm khoáng thảo dược tập thể, người lớn 250.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m3 là 150.000 đồng cho một khách, bao gồm tắm khoáng thảo dược trong bồn đá 25 phút, thác nước lạnh, hồ bơi nóng và lạnh, hồ massage jacuzzi,
khu tắm Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, tham quan thành phố trứng, khu cắm trại, vườn thú 100 trứng, thuế VAT. 3. Tắm bùn tập thể, 3 khách trở lên, người lớn là 250.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m3 là 150.000 đồng cho một khách, trong đó bao gồm tắm bùn trong bồn đá 25 phút, thác nước lạnh, hồ bơi nóng và lạnh, hồ massage jacuzzi, khu tắm Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, tham quan thành phố trứng, khu cắm trại và vườn thú 100 trứng, thuế VAT. 4. Gói tắm khoáng thảo dược trong trứng, người lớn là 250.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m3 là 150.000 đồng cho một khách, bao gồm tắm khoáng thảo dược trong trứng 25 phút, thác nước lạnh, hồ bơi nóng và lạnh, hồ massage jacuzzi, khu tắm Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, tham quan thành phố trứng, khu cắm trại và vườn thú 100 trứng, thuế VAT. 5. Gói tắm bùn trong trứng, 1 khách đến 2 khách trên một trứng, người lớn là 300.000 đồng cho một khách, trẻ em từ 1m đến 1m3 là 200.000 đồng cho một khách, bao gồm tắm bùn nóng trong trứng 30 phút, thác nước lạnh, hồ bơi nóng và lạnh, hồ massage jacuzzi, khu tắm Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, tham quan thành phố trứng, khu cắm trại, vườn thú 100 trứng, thuế VAT. 6. Chọn gói VIP tắm bùn 100 trứng, người lớn là 500.000 đồng cho một khách, trẻ em là 1m đến 1m3 là 300.000 đồng cho một khách, trong đó bao gồm tắm khoáng thảo dược trong trứng 25 phút, tắm bùn nóng trong trứng 30 phút, thác nước lạnh, hồ bơi nóng và lạnh, hồ massage jacuzzi, khu tắm Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, tham quan thành phố trứng, khu cắm trại và vườn thú 100 trứng, thuế VAT. 3. I Resort, địa chỉ 19 Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa, có nhiều hồ tắm, nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, tích hợp dịch vụ đi kèm lưu trú, tiết kiệm thời gian di chuyển, nhiều loại hình từ bình dân đến cao cấp cho bạn lựa chọn, phù hợp cho cá nhân, các cặp đôi, gia đình cũng như là đi theo đoàn, muốn trải nghiệm không chỉ tắm bùn mà tắm khoáng nóng hoặc là lạnh, kết hợp vui chơi nghỉ dưỡng trong ngày. Suối khoáng nóng I Resort được thiết kế như ốc đảo xanh, bao bọc với các dãy núi rừng hùng vĩ. Nơi đây không chỉ là địa điểm lý tưởng để tắm bùn và nghỉ dưỡng của du khách khi đến với du lịch Nha Trang, mà còn là nơi giải trí của người dân địa phương mỗi độ cuối tuần. Khi tắm bùn I Resort Nha Trang được thiết kế giản dị, chân quê, mang nhiều nét độc đáo mộc mạc từ làng quê Việt Nam. Khi tất cả các vật liệu, dụng cụ được làm từ gỗ, tre, nứa hay là lá cây, tuy vậy vẫn vô cùng sang trọng và phục vụ đầy đủ tiện nghi. Tại tắm bùn I Resort Nha Trang bao gồm 40 hồ tắm bùn khoáng, 1 hồ ngâm khoáng nóng, 1 hồ bơi, 4 thác nước nóng. Hơn nữa có tới 12 dịch vụ tương ứng với các phương pháp trị liệu, tắm bùn khác nhau từ phổ thông cho đến cao cấp để du khách dễ dàng lựa chọn. Dịch vụ và bảng giá vé tắm bùn khoáng tại I Resort Nha Trang. 1. Suối khoáng nóng, người lớn là 120.000 đồng cho một khách, trẻ em 60.000 đồng cho một khách. Dịch vụ bao gồm miễn phí khăn tắm, đồ tắm, nước suối, ngâm mình trong hồ nước khoáng nóng, vận động và vui chơi trong hồ bơi, khoáng nóng, thác nước, massage thủy lực với hệ thống thủy lực jacuzzi tại hồ bơi. Thứ hai, ngâm khoáng thảo dược, 1 đến 3 khách là 200.000 đồng cho một khách, trên 4 khách là 150.000 đồng cho một khách, trẻ em là 100.000 đồng cho một khách. Dịch vụ bao gồm ngâm khoáng nóng với thảo dược trong bồn riêng 20 phút, ngâm mình và massage cơ thể dưới thác nước khoáng, sử dụng liệu pháp massage Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, massage bàn chân trên đài phun nước, sử dụng các dịch vụ của vé suối khoáng nóng, ngâm khoáng, thác nước, hồ bơi, jacuzzi. 3. Bùn khoáng nóng, 1 đến 3 khách là 300.000 đồng trên một khách, 4 đến 5 khách là 250.000 đồng trên một khách, trên 6 khách là 230.000 đồng trên một khách và trẻ em là 150.000 đồng trên một khách. Dịch vụ bao gồm ngâm bùn khoáng nóng trong bồn riêng 20 phút, ngâm mình và massage cơ thể dưới thác suối, thác khoáng nóng, massage lòng bàn chân trên đài phun nước, sử dụng hệ thống Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, thư giãn tại suối, thác nước, khoáng, dành riêng cho khách tắm bùn, sử dụng các dịch vụ của vé suối khoáng nóng như là ngâm khoáng, thác nước, hồ bơi, jacuzzi. 4. Bùn khoáng đặc biệt, 1 đến 3 khách là 450.000 đồng cho một khách, 4 đến 5 khách là 400.000 đồng cho một khách, trên 6 khách là 350.000 đồng cho một khách và trẻ em là 250.000 đồng cho một khách. Dịch vụ bao gồm ngâm bùn khoáng nóng 20 phút và nước khoáng nóng thảo dược trong bồn riêng 20 phút, thưởng thức trái cây hoặc là ăn nhẹ tại nhà hàng Y3, sử dụng liệu pháp Ôn Thuyền, Thủy Liệu Pháp, massage lòng bàn chân trên đài phun nước, thư giãn tại thác nước khoáng, sử dụng các dịch vụ của vé suối khoáng nóng như là ngâm khoáng, thác nước, hồ bơi, jacuzzi. 5. Dịch vụ mây, tắm khoáng nóng, uống nước trái cây, người lớn là 200.000 đồng trên một khách, trẻ em là 150.000 đồng trên một khách, tắm khoáng, ăn nhẹ, massage chân,
người lớn 450.000 đồng cho một khách, trẻ em 300.000 đồng cho một khách. Tắm khoáng, ăn nhẹ, massage body, người lớn 600.000 đồng cho một khách, trẻ em 400.000 đồng cho một khách. Trong đó bao gồm thư giãn trong không gian thiên nhiên thoáng đãng, sang trọng, tự do bơi lội tại hồ bơi riêng, tư cao cấp, thưởng thức các món ăn tại nhà hàng Mây, massage chân 30 phút với gói Mây 2, massage body 60 phút với gói Mây 3, sử dụng các dịch vụ của vé suối khoáng nóng là ngâm khoáng, thác nước, hồ bơi, jacuzzi. 6. Dịch vụ đắp bùn mỹ phẩm cao cấp, người lớn 650.000 đồng cho một khách, trẻ em 500.000 đồng cho một khách. Dịch vụ bao gồm chét bùn mỹ phẩm cao cấp lên cơ thể, ngâm khoáng thảo dược trong bồn riêng 20 phút, massage chân ngoài trời 30 phút, ăn nhẹ tại nhà hàng Y3, vui chơi và massage lòng bàn chân trên đài phun nước, sử dụng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp, thư giãn với thác nước khoáng dành riêng cho khách tắm bùn, sử dụng các dịch vụ vé suối khoáng nóng, ngâm khoáng, thác nước, hồ bơi, jacuzzi. 4. Galina, địa chỉ số 5 Hùng Vương, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong trung tâm Nha Trang, dễ di chuyển, thiết kế sang trọng, dịch vụ hiện đại và chuyên nghiệp, thích hợp cho du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn, có chuyến du lịch ngắn ngày, thích sự riêng tư. Tắm bùn Galina là địa điểm tắm bùn duy nhất nằm ngay bên trong trung tâm thành phố, được tích hợp với khách sạn 4 sao Galina Hotel Nha Trang. Và đây cũng là địa điểm tắm bùn nhỏ nhất trong 5 vị trí mà blog Travel Việt đã đề cập đến. Tuy nhiên, với dịch vụ chuyên nghiệp, vị trí thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giá cả cũng khả quan, nên tắm bùn Galina, Mood Bed and Spa được khá nhiều bạn lựa chọn và đến đây để sử dụng dịch vụ. Các dịch vụ tại tắm bùn Galina Nha Trang là tắm bùn khoáng nóng, tắm onsen, hồ bơi, sông hơi ướt hồ khô, ôn tuyền thủy liệu pháp, ngâm chân. Tuy nhiên, một bồn tắm ở Galina chỉ tối đa cho 5 người thôi nha. Nếu đi nhiều hơn thì phải thuê nhiều hồ nên sẽ không vui bằng việc tắm chung một hồ. Giá vé tắm bùn Galina Nha Trang, ngâm bùn khoáng nóng, bồn 1 đến 2 khách là 350.000 đồng cho một người lớn, 250.000 đồng đối với trẻ em, bồn 3 đến 5 khách là 350.000 đồng cho một người lớn, 250.000 đồng đối với trẻ em. Trong đó bao gồm ngâm bùn khoáng nóng, ôn tuyền thủy liệu pháp, ngâm hồ jacuzzi, sông hơi khô hoặc ướt, đồ tắm, khăn tắm và nước suối, phòng game dành cho trẻ em. 2 là tắm bùn trọn gói Galina, bồn 1 đến 2 khách là 650.000 đồng cho một người lớn, 500.000 đồng đối với trẻ em, bồn 3 đến 5 khách là 550.000 đồng cho một người lớn và 450.000 đồng đối với trẻ em. Trong đó bao gồm ngâm bùn khoáng nóng, ôn tuyền thủy liệu pháp, ngâm hồ jacuzzi, ngâm hồ nóng onsen Nhật Bản, soda spa, ăn nhẹ tại nhà hàng, set menu, sông hơi khô hoặc là ướt, đồ tắm, khăn tắm và nước suối, phòng game dành cho trẻ em. 5. Hòn Tầm, địa chỉ đảo Hòn Tầm, Nha Trang, dịch vụ cao cấp chuyên nghiệp, không gian thoáng mát rộng rãi, tích hợp tour du lịch Hòn Tầm và tắm bùn nghỉ dưỡng, phù hợp cho du khách có tài chính cao một chút, kết hợp đi du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng hay là vui chơi đều được. Tắm bùn Hòn Tầm, Hòn Tầm Bớt Bét vừa mới cho ra mắt khu tắm bùn với tổng diện tích lên đến 42.000 km², vừa tích hợp tất cả các dịch vụ nghỉ dưỡng từ khu du lịch, vui chơi, resort và tắm bùn ngay trên hòn đảo xinh đẹp. Nơi đây vừa tắm bùn vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang lộng lẫy. Tại Hòn Tầm bao gồm 100 bồn tắm khoáng dành cho 2 người được làm bằng đá thiên nhiên và 10 bồn gỗ thông ngâm khoáng thảo dược. Hơn nữa, nơi đây sở hữu hồ bùn khoáng 1.500m² lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hòn Tầm Mud Bed là một trong những địa điểm tắm bùn đặc cấp và độc đáo nhất Nha Trang. Các gói sản phẩm du lịch tắm bùn Hòn Tầm. Một là gói tắm bùn thông dụng, giá 350.000 đồng cho một khách, với các hoạt động thư giãn, ngâm bồn bùn nóng, bồn cặp đôi, bồn gia đình, bồn thảo dược, thả mình trong hồ bơi vô cực và hồ jacuzzi hay trải nghiệm massage, hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp. Hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách tắm bùn khoáng Nha Trang, cảm giác tận hưởng trọn vẹn nhất cho bạn. Hai là gói tham quan trong ngày Hòn Tầm Sea Day Tour kết hợp với tắm bùn, giá là 899.000 đồng trên một khách, bao gồm các hoạt động như là tham quan tắm biển, tắm hồ bơi tràn tại khu vui chơi thể thao, biển Merpay Sparkling Waves, buffet trưa tại nhà hàng Ocean View với hơn 40 món ăn phong phú cùng trải nghiệm tắm bùn trọn gói và tea break tại nhà hàng Hoàng Việt. 3. Gói Luxury Daily Tour kết hợp với tắm bùn, giá là 1.199.000 đồng trên một khách. Du khách du lịch Nha Trang sẽ có những giây phút thư giãn tắm biển và thưởng thức ẩm thực hải sản đa dạng trong khu nhà hàng Sea Breeze, thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trải nghiệm tắm bùn trọn gói cùng tea break tại nhà hàng Hòn Việt. 4. Gói tắm bùn cao cấp về đêm trên đảo,
một trong những chương trình tour lãng mạn chỉ có tại Hòn Tăm, giá 1.299.000 đồng cho một khách. Các bạn sẽ có thời gian thư giãn, tận hưởng các dịch vụ như là đưa đón 2 chiều bằng cano cao tốc, trải nghiệm tắm bùn nóng và tea break tại nhà hàng Hồn Việt, tắm biển hoặc là hồ bơi, thưởng thức buffet hải sản tại bãi biển xinh đẹp Hòn Tăm cùng với các chương trình biểu diễn ban nhạc Philippines sôi động. Kinh nghiệm tắm bùn Nha Trang. Thứ nhất, tắm bùn là một phương pháp trị liệu giúp chữa bệnh và làm đẹp, do đó rất cần bạn phải thả lỏng cơ thể để cảm nhận sự nhẹ nhàng, thoải mái và thư giãn. Vậy nên trong khi tắm bùn khoáng tại Nha Trang, bạn hãy massage đều khắp cơ thể và trên mặt trong 15 phút để đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai là nhiều địa điểm tại Nha Trang có thêm dịch vụ xông hơi, khô hoặc là ướt. Sau khi tắm bùn, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ để làn da của bạn nhanh hấp thụ dưỡng chất hơn. Tuy nhiên, chỉ xông hơi trong 5 phút, không nên ở lại trong đó quá lâu. Thứ ba, những du khách tắm bùn quáng Nha Trang bị suy tim cấp sau khi tắm bùn có thể sẽ xảy ra các hiện tượng như là mất ngủ, hơi mệt, căng thẳng và choáng váng thì cũng bình tĩnh. Lúc này hãy chọn cho mình một chiếc ghế và nằm nghỉ ngơi 20 phút sau khi tắm bùn xong. Thứ tư, đối với người bình thường, tùy vào sức khỏe của mỗi người và mỗi địa điểm tắm bùn ở Nha Trang sẽ cung cấp bùn khoáng ở một nhiệt độ nóng lạnh khác nhau. Do đó, để chắc ăn, hãy nghỉ từ 5 đến 10 phút sau khi tắm bùn rồi mới tiếp tục tham gia các dịch vụ hoặc là trò chơi khác. Và cuối cùng, tuy bùn khoáng có thể chữa bệnh nhưng chỉ giúp nhanh chóng phục hồi trong quá trình chữa trị, chứ chúng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc. Do đó, những bạn bị chấn thương xương khớp cấp tính không tự ý đi chữa trị bằng cách tắm bùn, bạn cần đến các bệnh viện hoặc là bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị. Chỉ nên nghĩ đến tắm bùn khi bạn gần phục hồi, bùn khoáng sẽ thúc đẩy quá trình bình phục của các cơ xương nhanh hơn. Lưu ý sau khi tắm bùn, không nên tự ý ra về ngay sau khi tắm bùn khoáng mà hãy nghỉ chân 5 đến 15 phút cho đến khi thấy thật sự khỏe. Thứ hai, mỗi địa điểm cung cấp bùn khoáng ở Nha Trang sẽ có những hồ bùn với nhiệt độ khác nhau. Trước khi tắm bùn khoáng Nha Trang, hãy tìm hiểu kỹ và chọn cho mình hồ có nhiệt độ thích hợp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba, du khách du lịch Nha Trang có tiền sử bệnh huyết áp hay là bệnh tim thì cần chú ý cẩn thận khi tắm bùn vì nhiệt độ cao thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng sức khỏe. Và cuối cùng, sau khi tắm bùn và về nhà thì bạn cũng không nên dùng các loại xà phòng hay là sữa tắm ngay, mãi để bùn khoáng có thể ngấm hết vào trong da. Sau 1 đến 2 ngày là bạn có thể tắm bằng sữa tắm bình thường. Đến đây thì những chia sẻ của Blog Travel Việt về dịch vụ tắm bùn khoáng Nha Trang cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.